ừ chiếc ô tô kia đẹp quá. Lúc đó tim anh nhói luôn, anh nói sao mình không có thể làm tốt cho người yêu mình có thể tốt hơn. Hai đứa ngày hôm đó mắc mưa luôn, không trong cốp xe không có áo mưa. Mình cảm thấy bản thân mình cảm thấy là tại sao người ta vẫn là con gái, người ta vẫn đẹp, người ta vẫn xinh, nhưng mà sao người ta phải chịu quen mình một người như vậy, không có, nói chung là thua thiệt những người con gái khác á. Cho nên lúc nào trong đầu em, từ khi mà anh bị người bạn gái đó chia tay, lúc nào trong đầu anh cũng cố gắng hết đó. Đâu vào đâu. Nó còn đâu. Phải bằng người ta chứ không suy nghĩ như em được. Mình cũng nên hiểu về cái vấn đề mà người phụ nữ quan tâm đến mình hay là một người phụ nữ yêu mình họ bất chấp. Nếu họ khiên về cái mặt mà tiền tài hay là này nọ, họ sẽ sẵn sàng bỏ rơi mình. Ừ, nhưng anh, em có ý kiến xíu. Anh có nói. Đừng có nghĩ là yêu nhau chứ còn tình yêu là đủ, tin nhau là đủ. Nếu như vậy á thì cuộc đời không có nhiều cặp đôi ly thân, ly dị hoặc là mất nhau đâu. Chính ba mẹ anh á, ba mẹ anh là một người, hai người là gây lộn nhau trong lúc mà gia đình. Sau này em là người quan sát kỹ, sau này em mới biết là cái đồng tiền nó ảnh hưởng đến nhiều lắm. Đi cưới nhau về còn nhiều thứ lắm. Giống như nhà em vậy nè, ba mẹ em á lúc nào cũng cãi nhau chỉ vì tiền á. Nói chung là tiền nó không có mang lại hạnh phúc, nhưng mình sẽ không có hạnh phúc trọn vẹn nếu không có tiền. Đúng. Mình không có tìm được. Không. Nếu có thì em có nghĩ là đang bao thôi. Thằng bé lại xấu hài rồi. Em có nghĩ là những người trong lời nói của Đăng Vâu, nhưng mà tiền không mang lại hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc thì chúng ta không thể hạnh phúc nếu không có tiền. Đúng rồi, chúng ta không phải không, không nói thật sự mà hạnh phúc trong vạn. Em không có nói là cái việc mà không có tiền sẽ hạnh phúc, nhưng mà em nói việc nếu muốn hạnh phúc thì một hai người có thể cùng nhau cố gắng. Nếu em tìm được một người như vậy thì ok lắm rồi. Và còn một câu nữa cho em, nếu em nói câu đó, thanh xuân con gái là có hạn, không ai đợi quá lâu. Lời chia sẻ của Thành liệu có làm cho Nhân càng trân trọng người con gái của mình hơn không? Buổi sáng, Austin là thành viên dậy sớm nhất. Anh chàng tranh thủ rửa ly chén tối qua còn để lại. Sau đó, các thành viên sơ chế thực phẩm để chuẩn bị cho buổi dã ngoại tại một con suối thiên nhiên còn khá hoang sơ ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Thôi, đi thôi. Thôi, nó có một cái đập đúng không? Đúng rồi, hai cái đập con. Dạ. Bên kia là đi vô cái làng của. Tập 11, anh thích em. Trong buổi tối hôm nay, các bạn cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của bản thân thông qua trò chơi bấm răng cá sấu. Ai thua sẽ nói thật những tình cảm và nỗi lòng của mình. Rồi. Nó bật rồi luôn. Em có thích ai chưa? Câu hỏi đang thắc mắc luôn á. Austin cũng tính hỏi đó. Hơi một tí. Thật lòng, dù không thích ai hay thích chút xíu ai. Chút xíu à, tí à. Rồi, okay. Tiếp đưa lên. Tiếp. Cái tưởng okay. Nói cho mọi người nghe điểm đặc biệt nhất của người đó. Wow, điểm đặc biệt nhất của người đó à. Người mà anh thích. Đáng yêu. Hòa quá. Nó không không? Nó hơi trùng trùng. Cái thứ hai. Tinh tế, một người phụ nữ tinh tế. Biết quan sát, quan tâm đến mọi người. Khiến cho ai cũng thích người đó. Ok. Đúng không? Không có trùng lặp. Rồi, chấp nhận. Anh Minh có trả lời một câu hỏi là ấn tượng ai nhất trong các bạn nữ, và anh miêu tả ra thì mình nghĩ là anh nói mình nghĩ vậy. Tại vì anh nói xong anh nhìn mình, rồi các bạn nữ kia cũng nói như vậy. Thôi, tới anh ấy. Rồi bỏ lời ra đi. Ôi, ê chị ơi, tại em tính cái đoạn Chin luôn. Chin ơi. Giữ ly và ý thì anh nghiêng về anh nhiều hơn. Được ha. Anh người lớn rồi, em nghĩ anh. Mọi người nhìn tay anh nha. Ok. Vô sắc. Má. Ý, à vô wow. Sắc. Vô sắc. À ok ok. Rồi hiểu rồi. Vô sắc rồi. Kì. Vô. Rồi. What? Hồi nãy anh có hỏi là anh đang tìm hiểu một người mà để muốn tìm hiểu rõ về tâm hồn của người đó luôn ấy.
anh tả về người đó đi, đặc điểm giống như anh là anh hỏi anh Minh. À, em nói về tính cách ở đó hả? Hơi cọc tính chút, nhưng mà nếu quan tâm thì quan tâm rất là nhiều. À, cũng là ý á. Ok. Rồi, tự giác. Hơi nhạt ha. Nữa đi. Rồi, để em tự giác. Ok, ai hỏi tin gì không? Ô tin có thích Vi ở điểm nào? Đúng không? Hợp lý không? Quá trời là mỗi. Chứ không phải là nụ cười á. Bỏ thấy cười đều. Thôi. Cái này. Bấm. Rồi. Rồi cái này mình hỏi này, mình biết này đúng không? Người Vi thích bây giờ có điểm gì đặc biệt khác với những người khác? À, không anh à. Không anh. Ăn nhiều. Không, ủa gì không? Nè em nói nè. Em chưa có thích có tình cảm đặc biệt với ai trong bốn anh hết. Kiểu như là tình cảm trai gái thì không có ấy. Em kiểu như là em chỉ có ấn tượng tốt thôi. Nếu như mà cái câu này mà em nói xạo thì đến cuối chương trình anh rất là thất vọng em. Anh mong em mà nói thật lắm. Em nói thật mà. Ok, anh ghi nhận. Nhưng mà anh đang hỏi là câu đặc biệt nhân dạng. Tức là nói về là thích luôn á thì em không có phải là thích. Mà tức là trong bốn anh á thì em kiểu là có cảm tình với lại có ấn tượng tốt thôi, chứ em chưa có đến cái mức thích. Mà cái kiểu để mà em phải tìm hiểu để mà hướng đến một cái tình cảm trai gái thì là, em chưa. Là có nghĩa là em chưa có cảm tình với hai trong bốn người này, vậy đúng không? Dạ có cảm tình. Chỉ mới là gọi là mến mến thôi. Nhưng mà chưa okay. Có. Anh ghi nhận nha. Tình tốt vậy như đúng rồi. Nhớ nha mọi người, nhớ ngày hôm nay nha. Vì nói thật nha. Tại vì anh ghét mấy người nói xạo, mấy người nói xạo là anh cho mất Facebook liền. Austin là cái người mà mình cảm thấy anh và mình cũng có rất là nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ của nhau. Nhưng mà thật ra thì nói tại vì 7 ngày thì nó cũng sẽ rất là ngắn để mà mình có thể xác định đúng được cái tình cảm của mình. Nên là trên tinh thần là cũng chỉ làm mến anh một chút xíu, tại vì cảm thấy là cả hai có nhiều điểm tương đồng. Bùm, hên quá. Rồi, xong, ai hỏi đi. Anh Thành hỏi đi. Em cũng đang thắc mắc là Lily có thích ai hay không. Ừ, được đấy. Hợp lý. Ai em cũng mến hết á. Mến. Quý á. Nhưng mà ai phải quý nhất chứ. Người này đó, em nói người đầu tiên không có ấn tượng không, chứ không phải là thích. Ấn tượng vậy không? Bây Ly đang em suy nghĩ đi, chị nghĩ người đó cần nghe đó. Ly đang suy nghĩ một hớt hơn. Nói nhiều so với người bình thường. Nói nhiều so với người bình thường. Là nói nhiều so với ba người còn lại. Ổng vui rồi đó. Vui rồi. Vui rồi. Vui rồi. Vui rồi. Anh không? Anh thấy đi. Anh không có nói nhiều nên anh lo. Mình đang nói là anh Minh. Vì sao mình ấn tượng nhất là vì hai anh em cũng có thời gian tiếp xúc nhau nhiều hơn. Và mình nhận xét ảnh là bớt nói nhiều lại với giỡn để ý một chút thì anh cũng có để ý, thì mình cũng cảm thấy vui. Mặn rạch cái bên luôn à. Nhưng mà hơi kém. Không, em nghĩ là đây là cái lúc mà em có thể nói được tất cả. Nếu như mà một trong bốn bạn nữ này em lựa chọn người ta thì em có quyết liệt để theo đuổi người ta để cho người ta hạnh phúc không? Cái việc mà quyết liệt theo đuổi là em đang tư vấn cho một người á, là chắc chắn em sẽ làm được nên em mới tư vấn cho người ta. Em tại vì anh thấy em còn trẻ á, anh sợ là sau khi em theo đuổi được cái người đó rồi thì em không có làm tốt cái nhiệm vụ sau này. Đầu tiên của em sẽ là tìm hiểu, thứ hai sẽ là gắn bó, và thứ ba sẽ là tìm hiểu và gắn bó. Nó sẽ dẫn đến cái em muốn tìm hiểu cái người mà muốn tìm hiểu mình và gắn bó cùng mình. Tại vì em đang thích một cái người mà anh cảm thấy là rất là mến ở trong chương trình này. Cho nên anh cần hỏi, em cũng mới ra trường à. Anh có một câu nè, câu này nó rất là vui, nó rất là nổi tiếng trên mạng xã hội. Con lấy con gái của bác, rồi con lấy gì con nuôi nó. Yêu thôi chưa có đủ đâu.
Thời xưa anh cũng giống như em vậy đó, mà anh mất đi một cái người mà anh yêu nhất. Thật sự trước khi em tham gia chương trình này, cái lập trường của em là không có người yêu, tại vì em chưa đủ điều kiện để yêu ai đó và chưa dám tìm hiểu một ai, giống như em chưa đó dám đặt cái mình vào một ai để cho người đó mang trách nhiệm hay là mình mang trách nhiệm về người đó. Nó rất là nặng nề luôn. Mình khi mình yêu người đó, mình sẽ thứ nhất là mình chăm lo cho người đó, hiểu về cảm xúc người đó và tìm hiểu về những người xung quanh người đó và gắn bó với người đó. Nó rất là phức tạp và rất là khó mà kiểm soát được, chứ không phải là tình yêu không phải một chuyện dễ dàng. Và nếu làm được điều đó thì tôi nghĩ mình phải có thứ nhất là kiến thức, thứ hai là kinh nghiệm và thứ ba là có những cái mà có thể giúp mình hỗ trợ. Em biết ở trong đây em khua thiệt về mấy anh rất nhiều thứ, giống như là việc về mặt tình cảm, không tiền bạc. Nhưng mà khi yêu á thì em nghĩ là mấy anh thua em rất là nhiều. Rất là nhiều. Cái tình cảm á thì cái phù hợp với những người mà nhỏ tuổi như em á, chứ những người mà lớn tuổi như anh á thì nó rất là, không phải là xa xỉ nhưng mà nó rất là khó với tới á. Nếu mà mấy anh yêu một người mà bằng lứa tuổi mấy anh á thì nó rất là khó mà về cái việc mà tìm được cái tình cảm giống như một cái thời. Bởi vì người ta mới nói là tình yêu cấp 3 là tình yêu đẹp nhất. Tình yêu cấp 3 đẹp nhất bởi vì lúc đó mình không chưa có biết gì. Không có tiền bạc, không có địa vị, không có xã hội. Chỉ yêu và yêu. Tại lúc đó mình chưa có biết gì thôi. Lúc mà mình còn dựa ba mẹ mà. Mình đâu, nhưng mình đâu cái có suy tình nghĩ yêu được. Lúc đó là tình yêu đẹp nhất. Đó chỉ là tình yêu lứa tuổi học trò thôi. Đúng chính xác, nhưng mà em phải thực tế, em có bao nhưng giờ. Nhưng mà nếu mình ở lứa tuổi học trò, mình sẽ nhận xét về cái tình cảm giữa những người sống và xã hội với nhau. Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là hạnh phúc. Tại vì ở lứa tuổi học trò em chưa bao giờ nghĩ tới cái sự hôn nhân kết hôn gì hết. Đúng chính xác. Đúng không? Đúng rồi. Cho nên nó đẹp. Nó đẹp. Hôn nhân kết hôn nó thể tính toán nhiều thứ, giống như tiền bạc. Còn có khi nào không phải là tiền bạc, em không đặt nặng nhớ về tiền bạc, nhưng mà tiền bạc rất quyết định rất nhiều thứ. Em không muốn em lớn đâu thật. Em muốn em nhỏ mãi. Không nên suy nghĩ vậy. Không, em đừng nên suy nghĩ vậy. Em cũng thấy vậy. Cái gì cũng có sự trốn tránh á. Đúng rồi. Cái gì cũng có cái đẹp. Anh đã từng ở lứa tuổi như em mà đã từng yêu một người rất là nhiều. Và có một hôm á anh chở người đó đi, đang đi ở quận 2 á thì cái trời nó mưa. Người đó có nhìn anh, người đó nói là chiếc ô tô kia đẹp quá. Lúc đó tim anh nhói luôn, anh nói sao mình không có thể làm tốt cho người yêu mình có thể tốt hơn. Hai đứa ngày hôm đó mắc mưa luôn, khóc trong cốp xe không có áo mưa. Mình cảm thấy bản thân mình cảm thấy là tại sao người ta vẫn là con gái, người ta vẫn đẹp, người ta vẫn xinh, nhưng mà sao người ta phải chịu quen mình một người như vậy, không có, nói chung là thua thiệt những người con gái khác á. Cho nên lúc nào trong đầu em, từ khi mà anh bị người bạn gái đó chia tay, lúc nào trong đầu anh cũng cố gắng hết đó. Đâu phải bằng người ta, chứ không suy nghĩ như em được. Mình cũng nên hiểu về cái vấn đề mà người phụ nữ quan tâm đến mình, hay là một người phụ nữ yêu mình họ bất chấp. Nếu họ thiên về cái mặt mà tiền tài hay là này nọ, họ sẽ sẵn sàng bỏ rơi mình. Nhưng mà anh có ý kiến xíu. Anh có nói đừng có nghĩ là yêu nhau chứ còn tình yêu là đủ, tin nhau là đủ. Nếu như vậy á thì cuộc đời không có nhiều cặp đôi ly thân ly dị hoặc là mất nhau đâu. Chính ba mẹ anh á, ba mẹ anh là một người, hai người là gây lộn nhau trong lúc mà gia đình. Sau này em là người quan sát kỹ, sau này em mới biết là cái đồng tiền nó ảnh hưởng đến nhiều lắm. Đi cưới nhau về còn nhiều thứ lắm, giống như nhà em vậy nè, ba mẹ em á lúc nào cũng cãi nhau chỉ vì tiền á. Nói chung là tiền nó không có mang lại hạnh phúc, nhưng mình sẽ không có hạnh phúc trọn vẹn nếu không có tiền. Đúng. Mình không có tìm được. Nếu có thì em có nghĩ là đang bầu thôi. Thằng bé lại xấu hài rồi. Em có nghĩ là những người trong lời nói của đang bầu, nhưng mà tiền không mang lại hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc thì chúng ta không thể hạnh phúc nếu không có tiền. Đúng rồi, chúng ta không thể không có. Nói thật sự mà. Nó trong vạn. Em không có nói là cái việc mà không có tiền sẽ hạnh phúc, nhưng mà em nói việc nếu muốn hạnh phúc thì một hai người có thể cùng nhau cố gắng. Nếu em tìm được một người như vậy thì ok lắm rồi. Và còn một câu nữa cho em, nếu em nói câu đó, thanh xuân con gái là có hạn, không ai đợi em quá lâu.
Lời chia sẻ của Thành liệu có làm cho Nhân càng trân trọng người con gái của mình hơn không? Buổi sáng, Austin là thành viên dậy sớm nhất. Anh chàng tranh thủ rửa ly chén tối qua còn để lại. Sau đó, các thành viên sơ chế thực phẩm để chuẩn bị cho buổi dã ngoại tại một con suối thiên nhiên còn khá hoang sơ ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Thôi, đi thôi. Thôi, đây có một cái đập đúng không? Đúng rồi, hai cái đập con. Dạ. Bên kia là đi vô cái làng của mấy bà. Cầu nữa kìa. Bên này là đi dẫn dân, khá đi cái kinh tế. Mát không? Mát rưỡi luôn á. Bạn luôn á. Ừ. Các bạn tìm được một bãi đá bằng phẳng để nhóm bếp nướng đồ ăn. Coi nó đi luôn á. Ướp lạnh Coca luôn kìa. Austin tranh thủ đi kiếm thêm củi. Các bạn còn lại cũng phân chia nhau mỗi người một việc. Sao nó không cháy á? Ê! Mọi người, dưới thượng nguồn, mọi người lụm rau nha. Nếu cây là bự. Cái này hư nhưng rồi. Cây này em đu được. Cái nào hư bỏ này. Mọi người em thử thả một lá, mọi người lụm giùm em nha. Ai nói cây này hồi nãy nó. Ôi trời nó chạy. Ôi trời rồi rồi. Trời ơi lụm lụm. Nè anh kéo xuống anh. Cái này á mà một đứa ở trên thượng nguồn ấy xuống là ở dưới này là một thượng. Mọi người vừa nướng vừa ăn đi mọi người, thì có để nguội nó vỏ mọi người. Này rau nè mọi người. Cắt cà chua. Rau em rửa nước thượng nguồn á mọi người. Không biết ở trên đầu nguồn có ai làm gì vậy bà không? Này rau rửa nhà. Ăn thịt. Mình luôn hăng hái và hỗ trợ mọi người trong các công việc. Anh chàng chăm sóc từ các bạn nam cho đến các bạn nữ một cách rất chu đáo và tạo không khí vui vẻ cho các thành viên. Okay. Bóc luôn mọi người, ăn về cho vui. Sao một nồi dính đây? Cái gì vậy? Em hả? Từ từ để làm cho. Từ từ, cứ từ từ. Có đầy đủ luôn. Có tàu lao luôn mà. Đúng rồi, đứng nhìn đi. Phải tỉnh tự nhức nách. Đúng không? Phải không nào? Xà lách của Nhân hái với bạn Vy á. Mọi người không có ai hái hết, có những người hái rồi. Tới đó mọi người tàn hình hết trơn rồi. Mấy cái của mọi người ăn là mấy cái trước nó dở lắm. Trời ơi, nguyên cục mỡ luôn. Cục mỡ này anh nghĩ ngon á. Khác rồi. Cái cục rất lạc rồi. Thôi thiệt, sống gì cũng vô bụng. Đúng nó chuối. Dạ, tên đã lỗi với tên. Sợ nó đi rồi. Thằng đâu nhở? Đi. Bỏ cho đàng hoàng. Sau khi ăn xong, Thành bất ngờ hẹn riêng Ý để nói chuyện. Nhân sẵn sàng giúp đỡ Ý khi cô nàng đi hẹn hò riêng với Thành. Nắng quá. Thôi đứt chân á. Coi chừng đứt chân á. Đây nha, anh ngồi đây. Mình chủ động được hẹn với bạn Ý thì lúc đầu mình tính là ngồi ở khúc dưới thôi chứ cũng không có đi xa. Thì sơ tình thì mình phát hiện ở trên là cái thác nước, khi mình tiến vô sâu thì khi mà mình quay lại thì thấy lúc đó là Ý với Austin với Nhân đã phải leo lên đây. Thì bây giờ nghĩ người ta leo lên rồi không lẽ bắt người ta xuống thì cũng hơi quá đáng, thôi đành ngồi gần nó thác ngồi luôn nói chuyện luôn. Ta xin giao con gái của ta lại cho con. Em có thể mượn Ý một tí không? Bảo chồng. Đi mình gặp. Bây giờ anh có thấy có thể thấy cái sự buồn nó giọng của em. Thấy. Cái nó buồn. Buồn. Sự khó chịu của em. Chỉ anh thấy là em cố tạo ra khoảng cách, anh ít có nhiều tương tác với em hơn. Em không đâu tương tác nhiều với ai đâu.
Không, em tôi nói nhiều với mọi người thôi nha. Anh chơi với ba chị em mà. Thật sự anh đâu có trách gì em á. Anh chơi muốn giải thích đó. Anh rất cảm ơn em vì ngày đầu tiên đã cảm ơn anh. Nhưng thì thật sự lúc đầu chịu không phải là người của anh. Giống như một người bạn. Còn Lily thì thật sự anh không biết gì hết. Cái bản tính tò mò thì anh chỉ muốn. Sau khi tìm hiểu thì anh thấy anh đã nghĩ trước trong đầu là thì trong những cuộc nói chuyện của anh với những chàng trai anh cũng có nói gì đó. Có thể là hơi đường đột, có thể là hơi bất ngờ, bởi vì cũng là ngày cuối rồi. Anh muốn giải thích rõ ràng để sau này có gì mà không hối hận. Giải có sau chương trình này như thế nào đi nữa không sao. Anh chỉ muốn nói á, anh xin lỗi vì những điều khó chịu nó gây ra. Và một điều nữa, Thấy bắt đầu vô show á thì anh kiểu em nhanh nói chuyện nhiều với nhau. Một ngày đầu thì em thấy là em có cảm tình với anh, còn mấy ngày kia thì em vô không có tiếp xúc. Thì em nói em sẽ tìm hiểu, nhưng mà kiểu từ từ cái em cảm thấy cái sự quan tâm nó làm em cảm thấy khó chịu cho người đó. Em nói thật cái xong rồi cái em xem anh như là em cũng có nói một người luôn. Tự nhiên cảm thấy cảm giác như anh chăm sóc em, quan tâm y như một người anh luôn. Tại vì nếu mà quan tâm về chăm sóc như tình yêu thì em sẽ cảm nhận được. Còn này em thấy y chang anh có thể chăm sóc cho em, chị Vy, chị Diệu, cả chị Ly luôn. Bốn người có thể chăm sóc y chang nhau. Thì em cảm thấy anh nói mọi người anh thích em, nhưng mà cái sự chăm sóc quá đó, đối với mọi người ai cũng cảm nhận được hết. Ngay cả chị Vy cũng có nói em cũng khó chịu về cái chuyện đó. Mà xong rồi ngay cả cách nói chuyện anh nói chuyện á, từ từ em cảm thấy không thích. Thật sự là em không thích, em nói thẳng luôn là em không thích. Rồi sau cái bữa mà cắm trại như kêu á, thì anh Nhân á, là anh Nhân có ấn tượng với em nhất. Thì em bắt đầu em nghĩ về anh Nhân nhiều hơn. Tại vì anh đã làm cho em cảm giác vậy thì em đã xem anh, em không có muốn tìm hiểu nữa. Nên là rồi anh Minh với anh Tinh thì kiểu không có hợp lắm á. Nên là em chỉ có thể thân được với anh Nhân thôi. Cho nên là em chỉ nghĩ về mình anh Nhân thôi. Còn chuyện anh thích em á thì em quý trọng điều đó. Nhưng mà tại vì cái cảm giác mà từ đầu là em có ấn tượng với anh thì em cũng muốn tìm hiểu anh. Nhưng mà sau đó anh làm cho em cảm thấy là anh không còn cái cảm giác đó nữa. Mà anh quan tâm nhiều người quá, cũng thấy em thấy bằng nhau. Thấy kiểu như là anh đừng hy vọng quá nhiều. Không, thật ra thì anh đã dự đoán trước điều này rồi. Anh chỉ là muốn gặp em để mà nói hết tất cả thôi, để sau này không phải hối hận. Mình lớn hết rồi mà, đúng không? Anh quý mọi người cho nên là trong mắt anh mọi người đều giống nhau. Cái tính anh thì hay sống về cảm tính đó. Anh thấy ai cần gì là anh sẽ giúp. Nhiều khi chỉ là vô tình anh, lúc đó anh không có suy nghĩ gì hết, anh chỉ thấy là họ cần cái này thì anh làm. Thì có thể điều đó là gây khó chịu cho một số người, hoặc gây khó chịu cho chính em. Sao? Vì cũng cảm ơn em rất nhiều vì cái này chia sẻ. Anh có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ. Mình chỉ muốn khẳng định là nó thôi. Thì em khuyên anh là như khi mà nói chuyện với mọi người, anh đừng thể hiện cảm xúc quá nhiều. Nói thẳng là như chị có nói, nhưng mà chị đang nói chuyện mà anh sang anh nói rồi anh cướp luôn câu chuyện á, thì làm cho người khác cảm thấy không thích. Anh biết không? Thì em cũng muốn nói mà em không biết nói làm sao. Thì nhân dịp giờ thì anh nói cho anh nghe thôi. Thì anh biết em cũng có nhiều điều cần nói. Nói mình về cảm xúc của anh Thành thì lúc mà ở suối, rõ ràng mình thì đang tạo cảm giác bình thường với anh Thành. Còn anh Thành như thế nào thì mình cũng không rõ lắm. Thật sự ngay từ buổi đầu tiên khi gặp ý, mình đã có cảm tình với cô ấy. Mình mến cô ấy thôi, thì mình cũng chưa hiểu, chưa rõ cô ấy. Mình có sự thương cảm rất là đặc biệt, nhưng chưa nói, mình chưa dám thổ lộ. Thì tự nhiên sau đó thì tại vì thực sự bản thân mình thấy là Lily rất là bí ẩn,
mình mới muốn tìm hiểu xem cô ấy là người như thế nào. Những cái ngày trước mà mình với anh Thành hay bắt cặp lại xong rồi chụp hình này nọ vui vẻ với nhau á, mình nghĩ là anh Thành có chút hiểu lầm. Tại vì mình vui vẻ với anh Thành là vì sao? Mình coi anh Thành như một người anh, tại vì anh quan tâm, anh nhắc nhở mình này kia, mình thấy rất là vui thì mình đáp trả lại là như thế thôi. Mà cái vấn đề mà mình khó chịu nhất là anh Thành vẽ cái trái tim vô cái hình mà mình với anh Thành bắt cặp để chụp thử thách, xong rồi để làm hình nền điện thoại. Mình không thích điều đó. Và xong hôm sau là có những cái hành động hơi thái quá nên mình không thích luôn. Và đến bây giờ là mình né anh thiệt sự. Ví dụ như là mất lòng ráng chịu nè. Ví dụ như là anh đi chung với mình, anh xoa đầu mình, vuốt tóc mình, xong rồi nhiều lúc anh còn ôm mình. Mình không thích là mình né tới giờ luôn. Sau cái khoảnh khắc mà mình đã hiểu được đối phương, hiểu được cái người mà mình cảm thấy rất là bí ẩn, đó là bạn Lily, mình đã biết được cái tính cách của bạn ấy thế nào và ra làm sao á, thì mình đã xác định trong đầu sẵn là cô bé này là em gái mình thôi. Mình không có cảm tình nhiều. Mọi người thật sự có cảm tình nó rồi ý. Thì vô tình thì chính những cái hành động của mình chăm sóc mọi người giống như nhau, quan tâm mọi người như nhau, tạo ra cảm giác giống như là mình đang tán tỉnh rất nhiều người cùng lúc, làm ý tổn thương. Thì có lẽ đó là một cái sai của mình. Tối mày say mày nói mày cặp đôi bí ẩn luôn á mày. Thì nói mà không có say luôn á. Bữa mà tối mày say mà mày nói mà. Tôi nói tôi cặp đôi bí ẩn, không nói tôi cặp đôi bí ẩn với Lily. Mày nói mày cặp đôi bí ẩn với Lily. Thôi xạo quá xạo á. Ông nói tôi cặp đôi bí ẩn với Lily. Mày nói. Chứ tin hồi tối nó thề luôn kìa. Tôi thề luôn á, mình không ăn đôi bí ẩn. Ông ấy xỉn lên là lộ hết. Thì mình cũng có miếng cười và dần ý ra chào lại dạy cho Nhân. Và ý cũng có nói với mình là ý thích Nhân, ý lên đây tìm hiểu Nhân. Sau khoảnh khắc đó thì thật sự mình muốn gặp mình đi dưới thác nước luôn, hay là ngồi dưới đó cho giải tỏa bớt những áp lực, giải tỏa bớt những cái cảm xúc tiêu cực trong đầu. Để khi chia tay sẽ bớt đau. Nếu tìm hiểu thì anh Thành có nhiều cái hay lắm. Ai cũng vậy hết á, ai cũng có nhiều cái hay. Đó, thích quá. Này tắm là đã luôn ha. Lúc này mấy đứa tắm đây nè. Ừ nhưng mà thích tắm chỗ anh Thành á. Chỗ đẹp. Vừa đẹp mà vừa lạnh nữa, nó trong hơn nữa. Cũng chưa có tâm sự với Ý nhiều. Nhưng mà nói chung ở cùng phòng với Ý mấy ngày với chị em luôn, lúc nào cũng ríu rít nhau á. Con chị gái, dù con như em gái vậy đó. Nhưng mà tôi đâu có nói là tôi sẽ theo đuổi Ý đâu mà. Chỉ là vừa biết cặp đôi bí ẩn thôi. Nhưng mà vậy đi, không sao. Biết mà đâu nói đâu. Anh tính nói cái gì ta? Anh Thành sao vậy? Sự chăm sóc quá đó, đối với mọi người ai cũng thiệt, ai cũng cảm nhận được hết. Ngay cả chị Vy cũng có nói cũng khó chịu về cái chuyện đó. Cách nói chuyện, anh nói chuyện á, từ từ em cảm thấy không thích. Thật sự là em không thích, em nói thẳng luôn, em không thích. Nhưng mà tôi đâu có nói là tôi sẽ theo đuổi ý đâu mà. Tôi đâu có nói là tôi sẽ theo đuổi ý đâu mà. Mình có nhắn một lời nhắn tới một người. Lời nhắn đó là nếu khích một ai đó thì nên mạnh dạn theo đuổi và dẹp bỏ cái, đừng có đưa ra phương pháp cho mình một phương án thứ hai cho mình chọn lựa. Tại vì nếu mình đã thật tâm thật lòng khích một ai đó thì mình nên theo đuổi tới cùng. Người mình nhắn gửi đó là anh Thành.
Thật sự mà nói thì trong hai ngày cuối cùng mình cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Tại vì mình sống với một cái nguyên tắc, khi con gái chưa là của ai thì mình có thể trấn tĩnh. Nhưng một khi mà họ đang trong một mối quan hệ, mình sẽ tìm hiểu với ai đó, mình rút lui. Mình không muốn mang tiếng là kẻ phá đám, kẻ phá bệnh hay là người thứ ba. Nếu không chọn mình thì mình nghĩ có lẽ là anh Thành sẽ chọn chị Lily. Vì hôm trước thì kiểu như là mọi người cũng thấy là anh Thành có thích chị Ly, cho nên là mình nghĩ sẽ chọn chị Ly. Đến thời điểm hiện tại thì mình với anh Nhân thì mình cảm nhận là tình cảm của mình vẫn dành cho nhau. Và anh Nhân không có ghen về bất cứ, không có ghen về nhiều vấn đề mà khi mà tham gia chương trình. Nên là mình nghĩ là bọn mình vẫn rất là tốt. Chuyện tình tay ba giữa Thành, Ý và Nhân sẽ có những diễn biến như thế nào trong những ngày cuối của hành trình? Tình cảm của các thành viên còn lại sẽ có những thay đổi ra sao? Mời quý khán giả cùng đón xem tập tiếp theo vào tuần sau.